Xin chào các bạn, trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải video từ trang chủ của TikTok ở Trung Quốc, đó là trang Douyin. Đây là trang này, các bạn đầu tiên các bạn sẽ vào cái trang này. Đấy, đây gọi là trang Douyin, đây là trang gốc của Trung Quốc với TikTok nha các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để tải video được mà mặc dù chúng ta lại không biết gì về tiếng Trung, thì các bạn vui lòng nhấn vào translate .google.com, các bạn vào trang này trước. Sau đó bên này chúng ta sẽ chọn cái ngôn ngữ là Việt Nam. Còn bên này chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ là Chinese Simple, có nghĩa là gì? Tức là tiếng Trung giản thể. Thì chúng ta sẽ đánh một cái thứ mà chúng ta cần vào. Ví dụ mình đang muốn tìm cái máy massage mini cầm tay. Máy massage mini cầm tay. Với cái phương pháp này thì chúng ta cũng chẳng cần biết tiếng Trung luôn, chúng ta vẫn làm bình thường. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có tiếng Trung đây rồi. Và bên này là cái nút mà để chúng ta copy, chúng ta nhấn vào copy. Chúng ta sẽ quay lại cái trang gì ạ? Douyin.com này. Đấy, người Việt hay gọi đọc là Douyin, còn nó tiếng Trung là Douyin. Đó. Chúng ta sẽ dán vào. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào ô tìm kiếm này. Sau khi mà chúng ta nhấn vào ô tìm kiếm, nó sẽ ra một loạt các cái video về máy massage. Đấy, ví dụ bạn này đau lưng này, máy massage mini này, này. Nó rất đơn giản, các bạn hình dung chưa? Tương tự các bạn có thể đây, rất nhiều video mà nó không hề có logo hay tiếng chữ tiếng Trung. Chẳng hạn mình lấy cái này, sau đó mình di con trỏ chuột sang cái phần chia sẻ này, nó sẽ có cái đường liên kết này, các bạn nhìn này. Đây là đoạn liên kết, hãy copy cái này vào. Bây giờ chúng ta đã có đường liên kết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào trang Google, chúng ta sẽ đánh chữ là tải video Douyin. Thì ngay lập tức cái trang này nó sẽ liệt kê ra một loạt. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn ngay trang đầu tiên là Go Downloader. Chúng ta sẽ nhấn vào đây. Sau khi nhấn vào đây thì chúng ta chỉ việc dán cái đường liên kết vào thôi. Đó, chúng ta dán vào liên kết là nó bắt được luôn cái đường liên kết này. Và ở dưới này nó đang tiến hành đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem này. Ở trên này là video no watermark, có nghĩa là gì? Không có dấu logo. Ở đây là video no watermark là HD. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái video mà không có cái dấu bản quyền của kênh. Đó, chúng ta sẽ chọn đây. Ví dụ đây mình chọn này, nhấn vào đây. Sau khi mình nhấn vào thì đây, đoạn này nó sẽ tải. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào chúng ta xem nhé. Xem có đúng như thế không nào. Đó, các bạn thấy không? Rõ ràng là chúng ta đã tải được video này. Bây giờ các bạn công việc tiếp theo là các bạn sẽ gì? Biên tập lại video này và biến nó thành của mình thôi. Và video ngắn này mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.